Hello, Lan Quýnh chào quý cô chú anh chị em. Trời ơi, đổi cái nón này giống giống đi cô quá. Thì Lan nói là Lan sẽ không có làm YouTube nữa, Lan sẽ ít có quay những cái này kia. À, là nghĩa là Lan không có lên content này kia thôi. Chứ lâu lâu Lan có cái gì đó Lan hay cảm thấy Lan chia sẻ được thì Lan vẫn chia sẻ với cô chú anh chị em ha. Thì đây cô chú anh chị em nhìn thấy gì không? Đây là những cái bánh nè. Và còn đây là một giỏ đồ ăn. À, cô chú anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Thì Lan sẽ đem những cái này đem ra cho gà ăn. Để Lan đem ra. Đây, Lan soạn ra cho cô chú anh chị em coi. Cái này là hồi tối rồi hôm qua một chị bạn của Lan đem tới. Còn cái này bánh này là ở nhà Lan đem bánh đấy, không có ăn con. Bánh này nó hư rồi, không có ăn được con. Ok, chó không có ăn. Đây, trời ơi. Đây, cô chú anh chị em thấy không, nguyên một cái bánh khoai. Ôi, ăn mới có một gốc và ở Mỹ ăn uống vậy đó. Vậy đúng ra lễ lộc quá cô chú anh chị em, là mình ăn uống nhiều nhưng mà đều có cái ý mua về để lễ lộc này, này kia thôi, chứ thật ra mình không có ăn hết. Chứ lại mấy cái đồ ngọt vậy này ăn không nổi. Mấy đứa mấy người Mỹ mà mấy tụi nhỏ nhỏ thì nó ưa thôi, chứ người lớn không có ưa. Nhưng mà phải có, lễ lộc là phải có này có kia đầy đủ. Còn đây là thức ăn thừa. Cô chú anh chị em biết cái này là ở đâu ra không? Đây là của một chị bạn của Lan. Mà chị này là thường xuyên đem những cái đồ ăn dư tới cho Lan. Ở Mỹ này nè, là đồ ăn uống này kia, thức ăn nó thừa mứa nhiều lắm. Nhưng mà người ta quăng thùng rác hết à. Nhưng mà chị bạn của Lan khi mà biết Lan có nuôi gà, chứ lại cho gà ăn bằng những thức ăn thừa này, thì á, những cái đồ ăn ở nhà chị á, mà dư á, là sẽ chỉ sẽ vô bọc sạch sẽ như thế này và bỏ đông đá để gom lại một tuần lễ hay gì đó, xong rồi sẽ xách qua cho Lan cả giỏ như vậy, có hôm hai giỏ như thế này để cho Lan cho gà ăn đó. Cô chú anh chị em thấy cho gà ăn sang dễ sợ không? Nhưng mà đúng ra là tại vì đó, là tại vì ở đây đồ ăn thừa mứa. Lan xin lỗi, Lan lạnh quá, cái Lan nói chuyện Lan cà giật luôn vậy đó. Ở Mỹ này ăn uống rồi này kia là thức ăn thừa mứa nhiều lắm mà người ta bỏ đi, nhưng mà với những cái người mà người ta sợ tội á, người ta bỏ người ta thấy tội quá. Nhưng mà khi mà người ta biết là có những cái chỗ mình nuôi gà như thế này á, là người ta đem người ta cho, thứ nhất á là gà của mình nó có ăn, thứ nhì nữa là người ta cảm giác là người ta đỡ tội hơn, đỡ phải bỏ thức ăn thừa hơn. Để Lan mở cửa đi vô nha. Đi vô trong, đi vô trong con, đi vô trong. Ui da, ui da, ui da, trời ơi, quậy bà cố luôn à. Chờ xíu nè, bánh ấy chết rồi. Chờ xíu đi mà, chờ xíu. Từ từ mấy đứa ơi, từ từ. Đấy, cái bánh bỏ bên đó. Ê, đồ ăn thừa, chờ xíu nha. Ai ơi, con chủ thì nó lạnh nó run, còn nguyên đám này thì nó hổn, nó nhào vô. Tại tôi có một tay thôi, tôi vừa quay vừa ấy mà khổ ghê á. Nè, từ từ. Ôi ôi, mê ly chết. Ê, cô chú thấy anh chị em thấy ở bên Mỹ gà ăn sang không? Bởi vậy trứng gà mà mình nuôi vườn á, người ta tranh nhau người ta mua, là tại vì á cái thức ăn toàn là dinh dưỡng không, mà ăn toàn những cái đồ này không mà biểu sao đừng không dinh dưỡng. Rồi thêm cái nữa là đồ, những đồ như vậy là nói chung là organic. Còn những cái đồ mà người ta bán ở ngoài á cho gà ăn á, thì thứ nhất nó làm cho gà mập, hoặc là những cái gà mà để thức ăn mà dành cho gà đẻ trứng này kia đó, là những cái thức ăn đó họ đã có bỏ thuốc để mà kích trứng này kia, để cho gà nó ăn nó đẻ trứng cho nhiều.
nên nó cũng đối với một số người giống như trẻ nhỏ với lại người người lớn người già đó nó sẽ không có tốt, nên người ta thích mua trứng organic mà mình nuôi vườn như thế này lắm. Mặc dù ở ngoài bán trứng organic cũng nhiều, nhưng mà nói organic là họ cho ăn những cái thức ăn trong bao, họ nói là organic là họ xây từ cái gì đó ra không biết, nhưng mà nói thức ăn mà organic ở ngoài là không phải 100% organic đâu. Những thức ăn như thế này mới gọi là organic, nghĩa là những đồ ăn của mình đem ra cho nó ăn rất là bổ dưỡng, mình không có trộn thuốc trộn gì hết. Rồi những cái rau vườn này kia của Lan mà Lan ăn không hết á, hoặc là những cái rau củ quả dập thì kia ở trong nhà đó là đang đem ra cho nó ăn như thế này đây nè. À, cô chú anh chị em thấy ha. Đúng ra là sau cái dịp lễ á, cô chú anh chị em bất cứ những cái dịp lễ nào á là thức ăn thừa nhiều lắm. À, tại vì mấy cái party ta ăn đâu có hết đâu. À, nên gà ăn sang dễ sự hơn, sợ không? Ăn mì xào, cơm chiên nè. Có bữa ăn thịt bò nữa, thịt bò, thịt gà, nguyên con gà luôn. À, hai ngày trước là tụi nó ăn gà Tây rồi. Ăn gà Tây, ăn rồi kia rồi, ăn một bữa tiệc rồi. Bữa nay là bữa tiệc của nhà bạn, chị bạn đem tới. Hôm trước là ăn tiệc nhà Lan. Trời ơi, nguyên cái bánh thai nè. Trời ơi, coi chết dèm thấy không? Nói thì nói ra thì nhiều người xem thì chắc cũng có lẽ là hơi xót xa, là tại vì Việt Nam mình nhiều người nhiều nhà thức ăn còn không có ăn, mà trong khi ở Mỹ đây đồ ăn thừa mứa như vậy thì mình cũng khó nói, hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác nhau á. Còn ở Mỹ này mình không có làm gì khác được, tại vì cái đời sống vật chất mỗi nơi mỗi khác thì họ những cái thức ăn này thay gì người ta đổ bỏ thì khuất mắt đi. Đúng không cô chú anh chị em? Khi mà mình đem cho gà vậy thì mình thấy nó cũng hơi, khi mà coi thì mình thấy xót xa, nhưng mà điều có cái là mình suy nghĩ lại, mình chính vì mình làm như vậy á thì nó mới đỡ tội. Nó đỡ tội không có phung phí thức ăn, cho gà nó ăn xong rồi á thì nó đẻ trứng cho mình. Nó đẻ trứng cho mình ăn lại. Đó, thì đây là cũng là một cái cách mà mình giống như là mình xê thức ăn, mình tiết kiệm thức ăn, mình không có phung phí thức ăn. Là một hai nữa nó cũng ui đó, nó nghe quýnh nhau rỉa lông đồ vậy đó. Xong rồi cái YouTube nó nói là tao đi quay tụi bay bậy tầm bạ, nó đập tao mệt ghê, mấy con quỷ mấy khỉ con này. Thì cái cách này là cách mình làm cho mình bớt tội đi. Rồi thêm cái nữa là cũng vì kinh tế gia đình. Ý da, nhảy vô đây rồi ra được không con? Thì thật ra Lan thấy hiện nay á là Lan không biết mấy tiểu bang khác như thế nào, mà Lan thấy ở Houston này là bà con nuôi gà cũng khá là nhiều nha. Tại vì Lan lên những cái hội nhóm này kia, Lan thấy là mọi người hỏi nuôi gà nhiều lắm. Thì nói chung là tại vì người này truyền người kia, thì giống như là mình người nào nuôi thành công có trứng ăn rồi này kia đâm ra cho những người khác, người ta họ ham á, họ thích họ nuôi. Nhưng mà có khu nuôi được khu không nha cô chú anh chị em, chứ không phải là khu nào cũng nuôi được. Thành thử ra khi mà mình muốn nuôi thì mình phải tìm hiểu cái khu đó của mình có nuôi được hay không nha. Rồi thôi thì ui trời ơi, thì Lan có chút chia sẻ với lại cô chú anh chị em vậy thôi. Thì cô chú anh chị em mình xem video vui vẻ nha. Thì Lan sẽ không kêu gọi bấm like cho Lan với lại subscribe nữa, tại vì bây giờ Lan không có nhu cầu phát triển kênh nữa. Tại vì Lan biết Lan kêu gọi mà mọi người không thích video thì mọi người cũng sẽ không bấm like. Nên thành thử ra Lan cứ quay để làm kỷ niệm vậy thôi, Lan cứ chia sẻ vậy thôi. Nếu mà cô chú anh chị em nào thật sự thích, thật sự thương Lan thì bấm like cho Lan, rồi hoặc là đăng ký cho Lan, muốn theo dõi kênh Lan thì đăng ký cho Lan, chứ Lan sẽ không có kêu gọi nữa. Rồi chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video của Lan. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.